Sport TV Shop, nhà phân phối dụng cụ bóng bàn uy tín tại Việt Nam. Phan Trọng Đông 的这个荣誉 có lẽ cho tôi 10 phút, à, đều 介绍不完. 那么对于刘家良来说, 这一次的全锦赛, 相信 他已经是达到自己的目的了. Chúng ta cùng đến với kẻ hủy diệt Phan Trọng Đông. 1-2. Phan Trọng Đông đối đầu với Lưu. Ủa, 漂亮. Quá dã man bằng 3-1. Và những tình huống tấn công quen thuộc đến từ Phan Trọng Đông, những tình huống đờ mi với tốc độ rất cao. Bằng 3-1. Và nhìn Phan Trọng Đông đánh, chúng ta vẫn cảm giác rất chắc chắn. 拧起来之后形成反手位的对抗，给到中间， Phan Trọng Đông bỏ vào bàn thì thôi rồi luôn. Chúng ta có thấy một tình huống bằng chủ động tăng trái và quay sang kết phải rất mạnh đến từ Phan Trọng Đông. Song phương đều là sử dụng đánh ứng sức mạnh của cầu thủ. Vâng, sau tình huống tăng trái là chủ động quay sang chờ sẵn để kết thúc bằng một cú bóng thuận tay. Tình huống bóng nó Phan Trọng Đông lại giật bóng đi ra ngoài. Bằng 3-2. Bằng 4-2. 那么在面对樊振东，刘家良只剩一条路， 那么就是拼。 bị nhắc lỗi giao bóng bằng trọng tài cực kỳ nghiêm khắc. 这一次对这种发接发的这种发球环节啊，裁判是看得很严。 Các trọng tài ở Việt Nam cũng cần phải cứng rắn như thế, cần phải nghiêm khắc như thế với các giải đấu chuyên nghiệp. Bằng 3-4. 发球的高度呢，不能少于16分。 Bằng trọng tài không đơn thuần chỉ là người chấm điểm, không như người lật điểm nữa. 那么垂直抛起来的这个关系的度数不能超过30度。 Vâng, bắt lỗi giao bóng, bắt lỗi cầu giờ. Vâng, nếu như muốn bóng bàn ngày càng phát triển và muốn bóng bàn ngày càng trở lên chuyên nghiệp thì cần phải có những sự cứng rắn đến từ những trọng tài. Vâng, tất nhiên là điều đó chỉ làm được những giải đấu chuyên nghiệp thôi, còn phong trào thì khó lắm. Vâng, 4-4. 4-4的比分. Phan Trọng Đông 起来, Phan Trọng Đông 侧身拉住, 回到反手位的对抗, 给到中间. 5-4. Vâng, đối thủ của Phan Đông cực kỳ là cứng. Chúng ta có thể thấy Lưu Gia Liang tại cái chân phản thủ được tấn công với lực rất mạnh, nhưng vận động viên Lưu vẫn phòng thủ và đối giật lại với Phan Đông. Trận này cũng rất có khán điểm. Trình độ của các vận động viên Trung Quốc phải nói là rất cao. Lưu Gia Liang chưa từng trải qua các huấn luyện chuyên nghiệp. Bảo sao mà người ta bảo nếu như tất cả các vận động viên hàng đầu Trung Quốc mà tham gia tại giải vô địch bóng bàn toàn quốc này thì việc vô địch nội dung đơn còn khó hơn cả việc vô địch thế giới. Còn đây có khác gì một giải thế giới thu nhỏ đâu. Vâng, 5-5. Bóng quay sang né giật không thành công đến vận viên Lưu. Vâng, 5-6. Vâng, đấy vừa chủ động tấn công đấy anh Bảo Trân này. Vâng, vừa một tình huống chủ động tấn công là một tình huống giật bóng đi ra ngoài. Vâng, ngay sau đó là câu trả lời đến từ Phan Trọng Đông, 6-0. Anh em 7-5 rồi.
trái góc trống quen thuộc đến từ Phan Văn Đông. Vâng, 8 năm. Phản sổ sổ trí xin. 当时我记得樊振东赢马龙那场就是这个技术。 Đồng vẫn đang đánh quá dã man. Phan Trần Đông 的这种整个的战术体系呢，已经是没有任何漏洞了。 那么现在就是看刘家良的这个点能不能去调动住樊振东的这个正反手。 5-9。 啊，这球是直接判分了，还是判刘家良的这个发球呢？可能有一些问题。 50 rồi, 5 điểm game point dành cho Phan Đông trong set thi đấu thứ nhất này. 反手位起来。 16. Tình huống click bóng không qua lưới của Lưu. Vâng, số alo em có để ở góc màn hình ạ. Ta cùng đến với trận đấu thứ hai. Tự nhiên ông kỹ thuật viên này chuyển sang quay chậm. Vâng, 1-0. Tiếp tục quay đến song phương thứ hai. Những dập trái không qua lưới đến từ Lưu, vòng 2-0. Vâng, cảm giác như trận đấu đang diễn ra rất nhanh. Vâng, có vẻ như đang không muốn làm tốn thời gian của ban tổ chức. Đi chuyển đoạn, đứng lại. Trung gian cái phản sổ giá trụ. Tình huống tua trái thành công đến từ Lưu, vòng 2-1. Chúng ta thấy Lưu Gia Lăng đạt đến cái tầm nhìn này, nói chung là cái năng lực cũng rất là xuất chúng. Đây là một giải đấu vô địch bóng bàn Trung Quốc, nhưng chúng ta có thể thấy những tình huống phá bóng có đẳng cấp rất cao. Bình thường chỉ nhìn thấy ở những giải WTT, những giải Champion trên thế giới thôi. Đi chuyển đoạn. Nhưng bóng bàn Trung Quốc thì nhân tài nhiều như lá mùa thu. Cũng giống như thao. Ra đường nhặt vội cũng được một đội hình. Vâng, không biết là ra đường Nguyễn Nhật Vội có về đánh vô địch Đông Nam Á được không các cụ nhỉ? Vâng, các vận động viên ở tại giải đấu này khả năng là Nhật Vội 5 vận động viên về đánh Đông Nam Á vẫn vô địch. Giá chơi có nói sẽ phát điểm sẽ cao lắm. Một tình huống giật trái rất mạnh đến từ Lưu. Vâng, 2 đều rồi. Buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta có một cái trận thi đấu tại vòng loại thứ hai, thì có một vận động viên là Wang Kaibo. Vâng, vận động viên Wang Kaibo vừa đoạt giải nhì và giải nhì tại Quân Sơn. Vâng, cũng một vận động viên Quảng Đông nữa thì đạt giải nhất. Wang Kaibo là một vận động viên đạt giải nhì trong trận chung kết đấu với vận động viên cùng đội. Nhưng mà đánh ở giải này chỉ được đánh đôi thôi, không được đánh đơn. Đứng dập trái rất tốt đến từ Phan Văn Đông, 4-3. Dùng trái để đối lấy phải của Phan Văn Đông không thành công, 5-3. 不得不说，这球刘家亮已经很能扛了。 3-6. Nhiệm vụ của Phan Văn Đông cho đội Tượng Hà và đánh đơn, và nhiệm vụ là phải ăn 2 trận. Còn lại việc của các ông là cố gắng làm được 1 trận. Và thế là xong phim. 3-6.
住，多加两个优势。补杀防守了，空挡够了。啊，一旦退台之后，再想上来就很难了。走稳。啊，这球是直接是主动寻求一个线路变化。范振东的这一板棋板呢，有一个节奏上的调整，没有在第一时间把这球选择以这种高质量给拉出去，而是放慢了半拍，挂了一板。苏信đánh trận sau ở Bình Điền Viên và anh chờ em đi. Su Xin. Vâng, trận sau là vận động viên đội tuyển Thượng Hải là vận động viên Du Cai sẽ đánh trận thứ sau. Đánh trận đoàn thể thao tái sai trước hôm nay ở hiện trường của chủ lực và những ngôi sao của đội Cát Lâm này. Và sau trận Du Cai thì sẽ đến trận phản hồi thủ rồi. Xéo lên một bản với Jin Xia Jia Su và Su Xin đánh trận thứ năm. Còn với việc Su Xin chấn thương thì đương nhiên rồi sẽ xếp vào đánh thứ năm. Vâng, cho nó chắc. Vâng, để các đồng đội của mình giải quyết ngay trong vòng 4 trận thi đấu. 9 năm, và nhiệm vụ của Su Xin là đánh mỗi đôi rồi. Vâng, 9-6. 目前第二局比赛当中呢，樊振东是9-6领先。扣了一个长球，还有了美金。Một tình huống quay sang chế trị chấu lưu gia đình không thành công của vận động viên phán số chỉ là từ Cát Lâm 18 rồi, còn từ khi Olympic bây giờ mới thấy Phan đánh gần Phan Đông bắt đi tiêu tiền gần lấy vì có cỡ 4-5 không có luôn anh ơi, gần 4-5 không có anh nhá. 11-8.一旋转，啊，这一板刘嘉良的上手领是没能领出质量。现在对于刘嘉良来说，如果说你要站在正手位用反手去领，那一定要对自己的中间和反手位有所保护。采取逆旋转发球，这个时候樊振东就是盯住了刘嘉良的这个正球短。啊，全是这个位置。
身材上手，嚯、哦！这个力量包括这个质量真不是盖的，世界第一，他还是世界第一。在这个时间节点，刘嘉良的这种心态上肯定是起了这种变化。反手位起来，压住中间，或再给正手。其实，在赛前我还担心啊，樊振东会不会因为打网球而把动作打变形了？那么从今天整场比赛上来看，应该问题不大。来看看刘嘉良的发球，一定要加强上手的这种质量。对了，其实在我的印象当中，刘嘉良只要能喊起来，他至少比现阶段的这种发挥起码要高两分。每一次比赛都这样，就是看他的这种状态能把，就是能控制多久啊，尽量给他延长。哇，这球顶得太靠底线了，这球还是顶了一个侧弧线。樊振东在第三局是拿到了盘点，vâng, vậy là 11-6 rồi, khó rồi. Vậy là vâng, 11-6 cho Phan Văn Đông, Phan Văn Đông nhẹ nhàng giành chiến thắng tỷ số.